Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong các video trước, team admin cũng như là mình đã chia sẻ các cái chương trình về các cái game NFT rất là hot hiện tại, trong đó có Herofi nhá, Herofi. Ok, thì mọi cái thông tin từ video và các cái thông tin mà mình và team admin đã đăng trên các channel của Telegram cũng như là group Facebook thì là để cho mọi người tham khảo, có những cách nhìn đa chiều về các dự án mà team đang follow. Thì không phải là một lời khuyên đầu tư hay bảo anh em vào bất cứ một đồng nào nhé. Thì tiền của mọi người bắt buộc phải là quản trị và control cho nó tốt. Ok, thì hôm trước mình đã có một cái video nói về cái game Herofi này, là hiểu chi tiết 4 cách mua IDO trên Lanzon. Thì nhiều anh chị cũng xem video và đã hiểu được cái 4 round, 4 vòng mà họ bán IDO trên Lanzon như nào. Nhưng nhiều anh chị và các bạn thì cũng bận công việc cá nhân, rồi cũng nhiều lý do và là các anh chị cũng mít thông tin nên là chưa nắm rõ được. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ và nói lại và chia sẻ thêm cái phần mà tối nay để chúng ta bắt đầu mua nhé, cái IDO trên Lanzon như thế nào và cần chuẩn bị những gì và cần có những mẹo nào để chúng ta có thể may mắn mua được cái IDO trên Lanzon này. Ok, thì đầu tiên là nó cũng có 4 cái round như video trước mình nói nhé, là round 1 này, round 2, round 3, round 4. Thì 4 round này là 4 vòng khác nhau. Thì tùy này, vòng 1 là chúng ta phải lock LZ hoặc BSX để chúng ta đảm bảo là mua được. Thì nó sẽ tỷ lệ, chúng ta lock càng nhiều LZ thì tỷ lệ phân bổ cho cái đồng HeroX này của chúng ta càng nhiều. Rất đơn giản như vậy thôi. Round 2 và round 3 là first come first serve, tức là họ sẽ có một danh sách whitelist rất là nhiều thành viên. Trong đó chỉ có một số thành viên nhất định nhanh tay mua được thôi, gọi là first come first serve, tức là ai đến trước được phục vụ trước. Max là 100 đô trên một slot, tức là max là 100 đô trên một người. Và tất cả các round này đều mua bằng đồng LZ nhé, đồng LZ, đồng token của Lanzon. Các bạn lưu ý phần này, rất nhiều anh chị em hỏi không được mua bằng BUSD hoặc là USDT hoặc BNB gì đấy, không được. Mua IDO phải mua bằng LZ. Thì chính vì điều đấy nên là cái đồng LZ nó tăng giá rất là cao, nên là mọi người cân nhắc thật là kỹ nhé. Mình nhắc lại lần nữa này, mọi người cân nhắc thật là kỹ. Mọi người có thể mua bỏ vốn ra để chúng ta mua LZ để chúng ta mua IDO được, nhưng về cái phần lock thì đã qua rồi, thì các bạn có thể lock hay không thì đấy là quyền quyết định của mọi người. Tiếp là round 4 là dành cho những cái bạn mà tham gia chương trình LZ Hero, tức là LZ anh hùng đó, chương trình của họ để siêu các cái dự án, các cái KOL, các cái tweet của các KOL, thì các bạn sẽ được là 50 đô trên một slot. Thì họ cũng có công bố danh sách hết rồi. Thì trên cái channel Telegram của Bang Bang Gaming này thì mình đã cập nhật các cái thông tin rồi, có danh sách whitelist của từng round nhá, round 2, round 3 và round 4. Thì mọi người để ý này, vòng 1 là 20 giờ đến 20 giờ 30 tối nay là round 1 sẽ bán trong 30 phút này, ngày 6/9 này. Round 2 là từ 20 giờ 30 đến 21 giờ. Round 3 là từ 21 giờ 30 đến 22 giờ. Và round 4 là được phân bổ còn lại. Đây, phân bổ manual, tức là phân bổ thủ công bằng tay tại 3 giờ 30 PM. 3 giờ 30 cộng lên là 23 giờ, 20 giờ, 20 22 giờ 30 đúng không ạ? Đúng rồi, 22 giờ 30 tối nay nhá. Ok. Còn họ sẽ list pancake swap là 23 giờ 00 tối nay. Thì list pancake swap là 23 giờ nhưng phải đến 23 giờ 15 thì anh em nào mà may mắn mua được cái IDO ấy cả 4 vòng này thì mới được claim cái token nhá. Đây, claim cái token vào 23 giờ 15 để việc tránh là tránh mọi người xả sớm, thì là 23 giờ 15 chúng ta mới được claim token và chúng ta có thể mang lên bán được. Thì cái tỷ lệ rate của họ đã chia rồi, họ đã cố định rồi, là một cái token HeroX này bằng 0,0008 cái đồng LZ. Thì các bạn cứ chuẩn bị khoảng 16 hoặc 17 LZ là được khoảng 100 USD nhá, để chúng ta có thể mua được cái token ở round 3 và round 2 đó. Ok. Còn tiếp là một cái phần nữa là về cái phần mình cũng làm một cái moonsheet, tức là một cái bảng ROI của cái token Herofi này, thì để mọi người so sánh nhìn vào được là mọi người có cái điểm entry nào đẹp thì mọi người có thể xem xét và người có thể vào. Thì đây là tùy từng người thôi nhé, không phải ai cũng, ví dụ bạn này thấy giá này cao nhưng bạn kia thấy giá kia thấp vì độ FOMO nó quá mạnh chẳng hạn, thì mọi người cân nhắc và xem xét. Thì nếu mà internal market cap họ là khoảng 1,8 triệu đô sau khi mà mở bán IDO, và giá token là 0,005 đô nhé. Ok, nếu mà 1,8 triệu đô mà x10 lên là giá là 0,05 đô thì là khoảng 18 triệu đô. Thì mình nghĩ cái con số này hoàn toàn có thể với cái độ FOMO của cái Herofi hiện tại. Ok, dàn backer này cũng khá nổi tiếng, một số backer ở Việt Nam và một số backer ở nước ngoài thì bạn có thể tham khảo. Ok, thì về cái phần danh sách phát danh sách whitelist winner của các cái round ấy, thì mình cũng để trên cái bài
mô tả vi trên cái channel Telegram nhé, thì mình sẽ để link dưới mô tả video cho mọi người. Bạn nào mà chưa xem được thì bạn xem, bạn phải hiểu kỹ nhé, thì các bạn phải xem. Thì đây các bạn có thể vào đây, đó danh sách của từng, ví dụ đây là membership chẳng hạn là round 2, whitelist này là round 3, còn hero point này là round 4, còn round 1 là chúng ta chia theo tỷ lệ thôi. Ok, thì các bạn cứ nhập ví các bạn vào, các bạn ấn Ctrl F này, rồi các bạn nhập ví các bạn vào, ví MetaMask hoặc ví Binance Smart Chain đấy, thì các bạn paste vào, nó hiện đây là được, chúng ta sẽ có quyền được mua. Thì nhiều anh em cũng hỏi là cái round 3 này, rất nhiều người tham gia cái round 3, thì nhiều anh em hỏi là bao nhiêu người được mua, bởi vì họ công bố rất là nhiều đúng không ạ, có khoảng 35, hơn 35.000 người, hình như là hơn 35.000 người trúng cái qualit round 3 đúng không ạ, nhưng chỉ có 800 người được mua thôi nhá, 800 người mua được, bạn hiểu không ạ, first come first serve là 800 người mua được, và tối đa là mỗi người 100 đô, tức là họ sẽ raise về 80.000 đô thôi. Trong 35.000 người đấy chỉ có 800 người nhanh tay nhất mua được, nên tỷ lệ chọi khá là cao. Nhưng mà nhiều bạn anh em nói cao thế, các bạn lại cũng sợ là không mua được đúng không ạ? Thì cái này thực sự rất là tùy thuộc may mắn nhá. Như từ trước cái con Step Hero ấy, thì trên nhóm cũng có rất nhiều anh em cũng mới vào thôi, nhưng mà lòng hoàng thế nào lại mua được. Còn những anh em mà lâu năm canh rất là kỹ càng mà cuối cùng lại không mua được. Đấy, thực sự cái trò này rất là may mắn và nhân phẩm rất là cao nhá. Thì mọi người chúc anh em là có thể là may mắn mua được cái token này, bởi vì anh em mà mua được thì vị thế quá là tốt luôn, chắc chắn là sẽ ít cái tài khoản. Ok, thì tiếp cái phần thứ hai mình muốn chia sẻ trong video này, đó là về cái phần mà chúng ta thao tác như nào để chúng ta có thể có cơ hội mua được cái IDO của cái HeroFi này, cái token HeroX. Ok, đầu tiên bạn vào cái trang là page.lz.finance. Cái trang này là cái trang lan page của Langzon để họ mở bán làm bệ phóng cho các IDO, mở bán trên cái nền tảng lan page của họ. Đầu tiên là bạn có thể sử dụng các ví sau nhé, ví MetaMask này, ví EZDeFi, ví Coin98 Wallet, thì bạn dùng ví nào cũng được, nhưng mà mình hay dùng ví MetaMask quen thì các bạn mình dùng ví MetaMask. Thì một cái lưu ý là các bạn mà cài extension ấy, thì các bạn lưu ý là chỉ để một cái chạy thôi nhá. Ví dụ bạn đây quản lý tiện ích này, thì bạn ví dụ bạn đang dùng ví MetaMask rồi thì ví EZDeFi bạn phải off đi, đây này, bạn không được bật hết hai cái, một chỉ được dùng một cái trên một trình duyệt thôi. Nếu mà không bạn cái đứa là bạn sẽ bị lỗi, hiểu không ạ? Nếu bạn dùng Coin98 thì bạn tắt EZDeFi với MetaMask đi và ngược lại. Cái đây mình dùng riêng MetaMask thì mình on MetaMask lên và tắt EZDeFi đi. Ok không ạ? Các bạn hiểu phần này chưa ạ? Ok. Sau đó đến giờ thì các bạn vào, các bạn kết nối này. Đó, các bạn cứ vào trước khoảng 5-10 phút đi. Đây nó có các ví EZDeFi, MetaMask này, Binance Chain này, Coin98 Wallet này. Đây mình dùng ví MetaMask nhá. Đó, thì các bạn ấn tiếp theo, bạn ấn kết nối này, cho phép kết nối vào cái trang landing page này. Ok, thì vào trang landing page này thì bạn cần phải chuẩn bị trước hai cái đồng token là cái đồng BNB để làm phí ga, bởi vì nó mở bán trên Binance Smart Chain nên bạn cần BNB làm phí ga, và thứ hai là đồng LZ, khoảng 16 hoặc 17 cái đồng LZ để chúng ta mua cái token HeroX. Ok không ạ? Đó, thì họ đã mở cái pool rồi đúng không? Bạn ấn vào cái phần pool của HeroX này. Đó, đó là HeroFi. Thì đây nó sẽ có các cái thông tin mà các bạn cần biết, ví dụ current lock hoặc là swap bao nhiêu. Thì các bạn thấy hết, có những pool sau này, Diamond Hand này là cái pool của round đầu tiên là round lock GZ đó. Membership là pool thứ hai, round 2 là membership các thành viên. Còn whitelist pool là round 3, còn round 4 thì họ sẽ phân phối bằng tay nhé, chúng ta không phải mua trên đây. Ok. Thì bạn đọc các cái thông tin về token như nào? Đó, thì đây 1 LZ này, cái rate của nó này, 1 LZ là được 1.250 cái token HeroX. Ok không ạ? Các cái pool đều giống như nhau, cái rate này. Đó, ok, đến giờ mua này. Bạn có thể xem qua các thông tin trước để chúng ta hiểu và chúng ta có thể mua được. Thì các bạn chọn cái pool mà các bạn tham gia. Ví dụ nhá, rất nhiều bạn, các bạn đợi cái thời gian đếm ngược này, nó sẽ có thời gian đếm ngược đây, bao nhiêu phút nữa. Thì chúng ta tầm 10 giây đếm ngược thì các bạn đếm 5 một lại một lần, các bạn sẽ vào mua. Hoặc là như lần trước đó còn mở bán trước 5 giây chẳng hạn, thì các bạn phải nhanh tay để các bạn mua được. Ví dụ bạn vào cái whitelist pool này, đó, thì nó hiện mắc cái số LZ đây, thì bạn có thể nhập 16 hoặc 17, đây mắc là 16 LZ này, chỉ 16 LZ thôi. Sau đó thì nó sẽ có cái nút là approve, các bạn nút approve, một nút approve đây thì bạn sẽ ấn approve và các bạn cho phép để họ kết nối cái ví MetaMask và cái Lanzo này. Sau đó
Một bước nữa là các bạn confirm cái transaction, tức là confirm cái giao dịch, thì các bạn ấn thật nhanh để các bạn có thể mua được cái LZ này. Nếu mà sau khi mà kết thúc và bạn ấn được ok rồi, mà cái bạn phải check nhá. Đây, ví dụ cái hoạt động này tương tác với LZ hay cái gì đấy, thì bạn check, bạn check cái transaction ID, transaction hash ấy, nó phải succeed như này nhá, thì các bạn mới mua được thành công. Và cái LZ trên cái ví MetaMask của bạn bị trừ thì bạn mới mua được thành công. Nếu mà các bạn chậm một tí thôi, khoảng một vài tích tắc, một vài giây thôi là họ đã mua hết rồi, thì các bạn sẽ không bị trừ cái số LZ, thì chắc chắn bạn không mua được. Thì dành cho những bạn nào mà không mua được cái token HeroX này ấy, thì mọi người có thể canh đến 2-3 giờ không không để chúng ta xem cái độ FOMO của anh em cộng đồng như thế nào, thì chúng ta biết có điểm vào entry tùy từng người, thì các bạn có thể vào và kiếm lợi nhuận được. Bởi vì cái mình nghĩ là cái độ FOMO của cái đồng HeroX này cực kỳ cao luôn, để mọi người có thể canh nhá. Ok, thì nhiệm vụ rất đơn giản thôi, các cái pool còn lại cũng như vậy. Thì bạn có thể mắc là bao nhiêu đây, bạn chọn vào bạn ấn approve thôi, bạn hình dung ra không ạ, nó rất đơn giản thôi. Bạn vào pool nào thì bạn mua pool đấy, thường là mọi người sẽ là pool 3 này, white pool này này, ra 3. Ok, vậy là trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người một lần nữa cái thông tin về 4 cái round mở bán của IDO, và thứ hai là cái phần mà chúng ta thao tác mua như nào trên Lanzone. Bởi vì nhiều anh chị em mới lần đầu tham gia mua IDO trên Lanzone chưa biết mua như nào, nên mọi người xem kỹ video nhé. Nếu mà có thắc mắc hay là có khó khăn phần nào chưa hiểu, các bạn cứ comment dưới video hoặc chat trên channel Telegram, nhóm Telegram hoặc Facebook, để các team admin rồi các bạn trên đó sẽ biết và sẽ giải đáp và thắc mắc cho mọi người. Ok, một lần nữa rất cảm ơn anh em đã ủng hộ channel của Bang Bang Gaming. Mọi người nhớ đăng ký kênh này, bật chuông thông báo lên và join các channel của Bang Bang để nhận những thông tin mới nhất từ các team admin của Bang Bang Gaming. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.